Anh bảo hỏi xong anh bảo chụp hình hay video gì cái xe á. For cái condition for your record nha. Okay. Yeah. And cái này is more for my record. Aha. Uh-huh. Yeah. Đi có nhiều khi khách nó về nó scratch rồi uh-huh. mà nó chói. Đúng rồi, rất ăn đúng rồi. Yeah. Morning. Morning. How are you? Hi. Hello. Oh, thank you very Sorry much. About that. Yeah. It's in my drill and I never okay. jumped out. Thank you. Thank you. Thank you. Cái bàn ghế bàn để được không tính hay là được. Phải bỏ trong kia? Cứ để đi, để đi. Dạ, yeah. cái sơn là càng nhẹ càng tốt. Mình kéo nó không có bị nảy á, khi mà thời gió nó không có bật. Anh chụp hình xe truck đây hả? Outside. Hỏi chưa ở đâu mới được. Cái này á, cái đường ở này rất là important. Nên nắp này vô ha. Thì mỗi lần lấy đây. Ok, thì nó nằm đây, cho nên mỗi lần lấy ra để lấy ra. Tại vì giật cái này nó chặt rồi. Cho mình để đây để không móc. Chứ là dài cửa tại vì khi cái này đi ra vô á, nó rẽ như nè. Kể cửa vô trước rồi hay mở cái máy ra. Trước khi mà cái này nó giữ cái cửa chứ không phải là nó với cái này nè mở ra vô cả đi bị rồi sau cái này sẽ phô lại đó everything phô lại